Trên tay mình đây là một cái túi để mình đựng cái camera. Cái camera này là cái camera SC3 mà mình có một cái bài review khoảng một tháng trước đó. Thì sau khoảng một tháng sử dụng thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video để nhận xét về những cái vấn đề mình hài lòng hoặc là chưa hài lòng về cái camera này nha. Thì trước hết thì đối với những bạn mà chơi camera hành trình đó thì tốt nhất là mình nên mua cho nó một cái hộp đựng như thế này. Thứ nhất là để bảo vệ cái camera tránh khỏi những cái va chạm hoặc là sẽ không bị ảnh hưởng quá nặng khi mà chẳng may nó bị rơi rớt hoặc là gì đó. Và thứ hai nữa thì nó cũng sẽ chống bụi cho cái camera của mình, sẽ giúp cho mình bảo quản camera một cách tốt hơn. Thì nói sơ qua về một cái túi đựng camera như thế này. Thì cái túi này là của dòng là SC Cam. Mình mua được ở trên Lazada với giá cũng khoảng chừng khoảng 100 cho đến 120 ngàn thôi. Thì cái hộp này nó cũng không có quá to đâu. Bề chiều dài của nó khoảng chừng 16 cm thôi. Nhưng mà vẫn đủ cho mình để vừa cái camera và cũng như là một số cái phụ kiện mà mình hay sử dụng á, thì mình sẽ bỏ vào đây cho gọn. Và khi nào mà mình cần quay thì mình chỉ cần phải đem một cái túi này thôi, không cần phải đem quá nhiều. Nó sẽ cồng kềnh cũng như là sẽ dễ rơi rớt này nọ. Sau đây mình sẽ mở ra. Thì cái túi đựng này á thì nó sẽ chỉ có cái một ngăn thôi. Một cái ngăn lưới ở đây và một cái ngăn chính để mình đựng đồ. Bởi vì khi mà mình mua về á, thì trong đây thì nó sẽ có những cái lớp mút chống sốc và nó sẽ chia ra thành từng ngăn để cho mình bảo quản. Nhưng mà thật sự mình thấy cái miếng mút đó thì nó cũng không có tác dụng gì mấy ngoài cái tác dụng chống sốc, nhưng nó sẽ làm giảm cái diện tích. Và mình sẽ, nếu mà mình để cái mút nguyên á, thì mình sẽ bỏ được rất là ít đồ. Do đó nên là mình quyết định là mình sẽ bỏ miếng mút đó đi và mình chỉ đựng những cái phụ kiện của camera thôi. Chẳng hạn như trong đây là cái túi chống nước, cái vỏ, cái cây chống nước này nè. Đó là từ lúc mà mình mua đến giờ cũng hơn một tháng mình vẫn chưa có điều kiện để mình sử dụng tới cái vỏ chống nước này. Và bên cạnh đó thì trong đây thì mình sẽ để một số cái vật dụng mà mình hay sử dụng, chẳng hạn như là một vài miếng dán nè. Khi mà chẳng hạn như cái miếng dán mình sử dụng lâu ngày quá nó bị chóc keo thì mình có thể thay miếng mới. Thì với lại đây là một cái đốc sạc pin đôi, cái này là mình mua riêng. Bên cạnh đó là một số cái bát gắn, như là cái đầu này thì mình có thể xoay được 360 độ luôn đó. Cái đầu này mình có thể xoay được 360 độ. Và cái bát để mình gắn lên nón bảo hiểm hoặc là dán lên đầu xe máy gì đó. Cái này mình chỉ cần dán keo lên thôi. Cái miếng keo này nè là mình sẽ dán lên đây, sau đó mình sẽ ụp lên trên đầu xe máy. Nhưng mà các bạn nhớ chú ý là bởi vì đây là cái miếng dán nó cong nè. Đó nên khi mà mình dán á thì mình phải lựa cái bề mặt cong nào đó mà khi mà mình ụp lên á mà mình cảm thấy là nó vừa với cái bề mặt cong đó thì nó sẽ giữ máy, nó sẽ giữ rất là tốt. Còn nếu mà nó bị kênh á thì một vài ngày là nó sẽ xúc keo ra. Thì bên cạnh đó thì mình cũng để trong cái vỏ đựng camera này là cái remote của nó, cái remote của camera. Và đây là cái camera chính của mình sau một tháng mà mình sử dụng. Đây cũng như đây là cái cục pin zin của nó. Cái cục pin zin này lúc mà mua máy thì nó sẽ kèm theo. Thì thời lượng pin là dung lượng pin là 1050 mAh. Thì theo quảng cáo thì nói là cái máy này có thể quay được khoảng chừng 2 tiếng ở độ phân giải là 1080 60 khung hình trên giây. Nhưng mà thực chất thì nó chỉ đạt được khoảng 50% thôi, tức là khoảng 54 cho đến 57 phút thôi, chứ thật sự không tới 1 tiếng đâu. Bởi vì mình có trải nghiệm rồi. Và đây là cái camera chính của mình.
Sau một tháng mình sử dụng thì cái camera này nó cũng chưa có bị chạy nhiều hoặc là nó chưa gặp phải cái vấn đề gì hết. Chỉ có một điều là mình không thích là cái chữ mà SC3 đó. Hôm bữa là cái chữ SC3 là nó ở đây nè, nhưng mà mình lấy tay mình quẹt mình bôi rồi nó đã bị chốc rồi. Nếu mà không nhìn thấy cái camera phụ này thì cũng chả biết là mình xài cái camera cái hiệu gì. Còn phía bên đây thì làm khe cắm sạc hoặc là khe chuyển dữ liệu cũng như là cái thẻ nhớ. Thì cái thẻ nhớ của mình xài là 16 GB, do cái thẻ nhớ mình có sẵn nên mình xài và nó chỉ lưu được khoảng chừng 57 phút thôi. Đó. Về tổng quan về máy á, thì mình sau một tháng sử dụng á, thì mình cũng cảm thấy khá là hài lòng. Bởi vì cái thiết kế của nó cũng khá là gọn và nhẹ. Màn hình thì màn hình phía đằng sau á, thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Về những cái nút bấm này á, thì lâu lâu mình cảm thấy là nó có bị cái độ rơ nhẹ á, có nghĩa là nó không có nhạy á, là mình phải cần bấm lần thứ hai hoặc là lần thứ ba thì nó mới lên. Mình cũng chả biết nó là cái lỗi gì, nhưng mà lâu lâu thì mới bị cái hiện tượng đó. Thì khi mà mình lấy cái camera này về á, thì cái thông số mình sử dụng mặc định luôn á là cái thông số của máy luôn. Các bạn có thể thấy là 1080 và 60 khung hình trên giờ. Ngoài ra thì mình không có điều chỉnh bất cứ cái gì cả. Nhưng mà về cái chống rung này nè, nếu mà thí dụ mà mình muốn bật chế độ khử công thì mình phải tắt cái chống rung này thì mình mới bật cái chế độ khử công được. Bởi vì cái phần mềm á, nó thiết kế thì cũng khá là lộn xộn, cho nên khi mà mua về thì cũng phải có thời gian để mình tìm tòi cũng như là khám phá hết được những cái chức năng của những cái chế độ này. Chẳng hạn khi mà chế độ chống rung đi thì nó sẽ nằm ở trong cái phần cái camera này, cái hình camera này. Và nếu mà mình muốn tắt chống rung, mình muốn tắt chế độ khử công thì mình phải tắt chế độ chống rung trước. Và sau đó mình sẽ vào cái phần cái bánh xe này. Sau đó thì mình sẽ tìm đến cái này thì mình mới tắt chế độ khử công được. Thì bởi vì do là cái dung lượng không biết, không phải biết là do lỗi của máy hoặc là cái dòng camera này nó bị hao pin hay không, nhưng mà bởi vì nhưng mà mình nói cái viên pin zin này nè kèm theo máy thì theo quảng cáo là sẽ quay được chế độ 1080 60 khung hình trên giây trong khoảng 2 tiếng, nhưng mà mình chỉ xài khoảng chừng 54 phút là nó đã ngủm rồi. Còn như là mình đã chờ mình một xíu, mình sẽ mở ra. Đó, thì mình sẽ tháo cái vỏ này ra cho các bạn xem về cái tổng quan cái máy này hơn. Và bởi vì á, cái mà mình không hài lòng đầu tiên á, đó là khi mà mình tháo cái vỏ này ra nè, hoặc là mình đút vô á, thì nó sẽ bị chạm cái nút và nó sẽ tự động mở camera lên. Do lúc nãy là mình có nói á, là do pin kèm theo máy quá yếu, cho đó nên là mình đã mua cái cục pin dung lượng lớn hơn là 1350 mAh. Các bạn có thể so sánh. Cũng chả biết có phải dung lượng ảo hay không, nhưng mà về cái kích thước thì hai viên pin này nó đều bằng nhau. Thì cái thời gian mà mình sử dụng của cái cục pin lớn hơn này đó thì nó chỉ hơn quay lâu hơn được khoảng chừng 3 cho đến 4 phút là không có đáng kể. Nên mình cũng thắc mắc là một là cái dung lượng pin này là pin ảo. Còn hai là do cái dòng camera này thì nó ăn nhiều pin, cho đó nên là mình cũng phải mua từ 1 cho đến 2 cục pin để mình sơ cua. Và cũng khá là bất tiện khi mà mình quay liên tục á. Mình quay liên tục thì mình cũng phải tháo vỏ ra và mình phải thay pin thường xuyên thì nó cũng khá là bất
tiện. Phải chi mà cái thời lượng pin này nó lâu hơn á thì nó sẽ tốt, thì mình cũng sẽ hài lòng hơn. Và khi mà các bạn gắn pin á thì nhớ là các bạn gắn và đẩy nó xuống nha, đẩy nó xuống. Bởi vì nhiều lúc á, nhiều kia mà mình sử dụng ở những cái đoạn đường mà nó dặn nó sốc á thì cục pin nó sẽ bị chệch khỏi, nó sẽ bị chệch khỏi cái giắc trong đây, thì sau đó mình sẽ bật máy không lên. Sau đó thì nếu mà bị hiện tượng đó thì mình phải mở cái nắp pin ra và mình phải đè pin sát vô lại, thì mình sau đó thì mình mở thì nó sẽ lên lại bình thường, không sao hết. Đây là cái phần màn hình của máy. Thì về cái độ phân giải màn hình nó thì cũng chỉ đủ nhìn thôi, chứ thật sự nó cũng không có rõ và cũng không có nét lắm. Đây là mình khi mà mình mở máy lên. Và đối với khi mà mình sử dụng á, thì mình có thể điều chỉnh về cái thông số kỹ thuật mà mình muốn. Thì bởi vì mình đây là lần đầu tiên mình sử dụng camera hành trình, do đó nên đây là cái đầu tiên nên mình cũng không có những cái camera hành trình khác để mình so sánh, nên đây là một cái bài mà mình review về cái cảm nhận sau một tháng sử dụng của mình thôi, chứ không phải là để chê hoặc là khen cái camera này. Thì mọi lời mình nói trong cái video này đó là cái cảm nhận riêng của mình, thì tùy mỗi người thì sẽ có cảm nhận riêng nha. Đó, thì mình sẽ nói về cái màn hình này. Cái màn hình này á thì cái độ sáng của nó đó thì cũng khá là ổn. Nếu mà sử dụng dưới nắng nhẹ, nếu mà ví dụ mà sử dụng dưới nắng gắt á thì cũng khá là khó nhìn. Còn về cái chế độ cảm ứng của nó đó, nó cũng không được nhạy cho lắm, do đó nên đôi khi là mình cũng phải tác động một cái lực hơi mạnh lên cái màn hình này thì nó mới điều chỉnh được nha. Điểm hay một cái đó là cái camera này cũng như các camera khác thì mình cũng sẽ có một cái remote như thế này. Đó, đây là remote điều khiển. Khi mà mình sử dụng thì mình chỉ cần nhấn giữ hai nút và khi mà đèn nó lên thì mình sẽ sử dụng được. Đó, chẳng hạn khi quay camera nè, mình không cần thao tác trên máy luôn mà mình vẫn có thể sử dụng được. Thì đối với cái camera này á, như mà mình đã nói á, là đôi khi là những cái nút hoặc là những cái nút trên đây nè hoặc là cái remote á thì nó sẽ không nhạy. Chính vì thế nên khi mà mình sử dụng á, mình cũng không nên gắn lên cái nón bảo hiểm. Bởi vì các bạn biết sao, khi mà mình gắn lên nón bảo hiểm thì mình sẽ không thể nào coi được cái màn hình camera, và mình cũng không biết là mặc dù là mình bấm cái remote này là nó đã quay hoặc là chưa, đôi khi mình sẽ bỏ lỡ cái cảnh quay mà mình mong muốn. Chính vì vậy nên sử dụng cái camera này mình thấy là dán lên trên đầu xe máy thì nó sẽ hợp lý hơn. Và thêm nữa thì cái camera này á là quay một thời gian á thì nó sẽ rất là nóng, nó nóng ở cái phần này nè. Đó, khi mà mình rờ vô á thì có cảm giác nó rất là nóng. Mặc dù là nó đã có một cái lớp này rồi nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái hơi nóng từ cái camera nó thoát ra. Khi mà các bạn quay xong và các bạn xem video ở trên cái camera điện thoại này, trên cái camera này đó, thì nó sẽ không có rõ nha, bởi vì cái độ phân giải màn hình nó quá thấp, do đó nên nó sẽ rất là mờ. Và nếu mà các bạn khi mà mình xem trực tiếp trên điện thoại á, mình chuyển file qua điện thoại hoặc là laptop á, thì nó sẽ rõ hơn.
Sau 1 tháng sử dụng á, thì mình nhận xét là về khả năng chống rung của nó đó, thì cũng khá là tốt. Các bạn có thể trải nghiệm cái video, những cái video mà mình đăng trên kênh của mình đó, những cái video mà mình quay ngoài đường phố đó, là mình quay hoàn toàn bằng cái camera SC3 này. Thì các bạn xem thì các bạn cũng có thể thấy là mình cũng lựa chọn những cái đường có nhiều ổ gà, mình chạy lên và nó chỉ rung lắc ở mức độ rất là nhẹ thôi. Đôi khi là nó cũng còn không rung lắc nữa, do đó nên về cái khả năng chống rung của nó cũng khá là tốt. Và mình cũng hài lòng đối với cái camera này. Thì nó sơ qua về cái màn hình. Nó sơ qua về cái màn hình phụ như thế này, cái màn hình phụ ở phía trước cái camera này nè, đó là cái màn hình này. Đây là mình để bật được cái màn hình phụ cái camera này đó, thì mình chỉ cần giữ cái nút xuống này nè, mình giữ tầm khoảng 2 giây thôi thì nó sẽ bật lên. Thì khi mà nó bật lên thì đồng thời là cái màn hình chính nó sẽ tắt. Thật ra thì mình không thật sự là không hài lòng về cái màn hình này lắm, bởi vì các bạn biết sao không? Cái thứ nhất á, là cái độ phân giải của nó quá thấp đi, và cái thứ hai là cái ánh sáng của nó quá mờ. Thì thật sự khi mà mình để quay như thế này nè thì nó sẽ không nhìn rõ bất kỳ thứ gì hết, mặc dù là mình đang quay ở trong nhà. Nếu mà các bạn quay ở ngoài ngoài trời á, chẳng hạn như có ánh sáng nhẹ thì hầu như là không thấy gì luôn đó. Chính vì vậy mà chính vì vậy mà mình không thấy tác dụng của cái màn hình phụ này cho lắm. Khi mà mình cái màn hình phụ này chỉ thích hợp khi mà mình quay selfie ở trong nhà hoặc là ở trong những chỗ mà bóng râm thôi, chứ thật sự nếu mà ví dụ mà quay vlog ngoài trời coi như là thua luôn, hầu như là không thấy rõ được cái gì cả. Nhưng mà dù sao có cũng còn hơn không. Về cái lợi ích của cái camera này á, thì mình có thể lấy được cái tiêu điểm, cũng như là cái đối tượng mà mình cần quay. Chẳng hạn khi mà mình selfie này kia đi, thì mình sẽ quay được, mình sẽ hình dung được là cái camera nó đang quay ở cái góc nào để mình có thể có những cái sự điều chỉnh cho cái phù hợp. Đó, ngoài và để tắt thì các bạn cũng chỉ giữ 2 giây thôi, nó tự động nhảy sang cái camera của cái màn hình chính. Một điểm không thích nữa đó là cái nắp này nè, nó khá là lỏng lẻo á. Đôi khi mình vô tình á, mình đụng vô thì cái nắp nó cũng bật ra, đó là mình không thích. Và cái mà mình không hài lòng nữa đó là cái ứng dụng hỗ trợ cho cái camera này nè. Đó là cái ứng dụng mà cái video lần trước đó, mình cũng có nói về cái ứng dụng này á. Thì khi mà các bạn chuyển file từ máy qua cái ứng dụng thì thật sự rất là dễ gặp cái tình trạng là đờ máy, đứng máy, và đôi khi là đứng luôn cái máy camera này luôn, và mình phải tháo pin ra và mình gắn vô lại thì cái camera này mới khởi động được. Và truyền dữ liệu từ cái ứng dụng xuống cái điện thoại á, thì nó cũng khá là lâu. Chính vì vậy mà mình thích sử dụng cái này hơn. Đó, các bạn có thể thấy đây là cái bộ chuyển đổi đầu độc USB. Để mình giới thiệu sơ qua về cái này. Đó, thì
cái này thì nó sẽ có hai cái đầu cắm là một cái Type-C và một cái USB. Thì để bật cái đầu cắm USB thì mình phải lấy móng tay và mình ấy ra như thế này. Đây là cái khe cắm thẻ nhớ. Khi mà mình cần chuyển file hoặc là mình cần up lên trên mạng á, thì các bạn chỉ cần tháo cái thẻ nhớ trong cái camera ra thôi và mình gắn vô, và đầu còn lại thì mình sẽ gắn vào cái điện thoại của mình. Thì trong cái thư viện á, thì nó sẽ hiện lên toàn bộ cái file mà trong cái thẻ nhớ này nó có, và cho mình lựa chọn để mình có thể up trực tiếp lên trên YouTube. Nó sẽ nhanh hơn là mình sử dụng cái ứng dụng, hoặc là khi mà mình tháo thẻ nhớ ra, mình gắn vô cái thẻ nhớ camera vô cái điện thoại thì nó sẽ mất thời gian. Do đó nên đây là cái cách mà mình thích sử dụng hơn. Thì ngoài đó, như là mình không quay mà mình chỉ mới screen on, mình chỉ mới mở màn hình lên thôi, mà pin là nó cũng hao hụt rồi nè. Đó, các bạn có thể thấy. Thì cái ngày hôm trước thì mình quay được tầm khoảng 24 phút là nó mất hết nửa cục pin rồi. Và bây giờ mình chỉ mới mở lại một chút xíu thôi là nó pin nó cũng sụt xuống thêm một chút xíu nữa. Thì cái chứng tỏ rằng cái camera này nó khá là hao pin và nó cũng khá là nhanh nóng máy, mặc dù là mình chưa quay hoặc là mình chưa gì hết, mình chỉ mới mở cái màn hình lên như thế này thôi. Đó, thì để có thể cải thiện, nói chung là cải thiện không nhiều. Thì các bạn có thể vào trong cái screen saver này nè, thì mình sẽ bật lên chế độ là 1 phút. Đó, chế độ là 1 phút có nghĩa là mình vẫn quay nhưng mà sau 1 phút thì nó sẽ tắt màn hình, thì nó sẽ đỡ ngốn pin hơn. Đó, đây là cục pin của mình, nó đã chuyển sang cái chế độ màu đỏ rồi, có nghĩa là nó báo là gần pin gần sập nguồn rồi. Đó, thì về cái chất lượng cái video thì lát nữa thì mình sẽ up ở cái phần sau trong cái clip này. Và điều mà mình không hài lòng á, cái thứ nhất á là mình phải thay pin thường xuyên, bởi vì dung lượng pin của cái máy này nó quá yếu đi, và cũng như là máy nó nhanh nóng. Đó là hai cái điều mà mình không thích ở cái máy này. Nhưng mà về tụ chung lại á, thì đối với một cái camera hành trình khoảng giá khoảng chừng 3 triệu hơn một xíu thôi, thì cái chất lượng video mà nó ghi được á, ở cái mức gọi là cũng khá là ấn tượng, cũng khá là tốt. Mặc dù đôi khi khi mà mình quay ngược trời nắng hoặc là mình quay ngoài trời nắng á, thì nó sẽ có cái hiện tượng đó là nó sẽ bị cháy sáng và mình sẽ không nhìn rõ những cái vùng xung quanh, chẳng hạn như là lá cây thì nó sẽ bị cháy sáng, và từ lá cây màu xanh thì nó sẽ chuyển thành cháy sáng hơi vàng vàng, nhìn cũng khá là khó chịu và nó cũng sẽ mất khá là nhiều chi tiết. Thì cái camera này á, khi mà mình quay trời khoảng trời âm u á, hoặc là trời trong á, thì cái chất lượng video nó sẽ rất là đẹp. Thì đương nhiên thì đó là cái cảm nhận của mình thôi, mình cũng chưa có cảm nhận được về cái độ phân giải 4K hoặc là cái gì hết, mà mình chỉ sử dụng duy nhất đó là cái độ phân giải mặc định của máy thôi. Thì ngoài cái thời lượng pin cũng như là máy nhanh nóng ra, và bất tiện khi mà mình phải tháo cái vỏ này để thay pin thường xuyên ra, thì mình cũng tương đối là hài lòng đối với cái máy này. Thì sau 1 tháng thì mình chỉ có cảm nhận như thế thôi, nên không biết các bạn có cảm nhận khác mình, hoặc là có những cái cảm nhận về trái chiều hoặc là đồng ý, thì các bạn có thể comment ở dưới video này. Và nếu mà các bạn thấy thích thì nhớ bấm like và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.